Chùa Đậu Xanh, còn gọi chùa Lưu Động tại tiểu bang Bắc Cali, đất nước Mỹ, lần đầu tiên sư Viết Thế đến. Sư Việt Nam chủ trì, lành thay, nguồn, Cuông Nguyễn Lam, sư Tâm, Huệ Bình. Chùa Đậu Xanh này của Thầy Thích Hoàng Hiền, vị này ngày xưa lúc chưa xuất gia rất mê bài bạc, đánh bài thâu đêm suốt sáng. Nhưng do túc duyên sâu dày các đời trước với Phật Pháp và được các vị hộ Pháp khai ngộ hay sao đó, mà vào lúc đang đánh bài thì thầy thấy các lá bài đã được chia đảng cầm, trong tay tự dưng thay đổi thành những con bài khác. Từ đó thầy đại ngộ, thầy về Việt Nam xin quy y xuất gia với Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.